Vào chiều ngày 1 tháng 2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đến thăm và chúc Tết Quyền ủy Bến Lức và một số gia đình chính sách cùng các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện Bến Lức báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong tháng đầu năm 2024, đặc biệt là các hoạt động tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết, hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thịnh 2024. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Đường bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả đầu năm mới của quyện, đồng thời hy vọng trong năm mới, Bến Lức sẽ có nhiều bước phá dương lên, giữ vững vai trò là quyện dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Qua đây, Bí thư tỉnh ủy cũng gửi lời chúc đến cán bộ, các lực lượng chủ trang và nhân dân trong quyện đón Tết cổ truyền giáp thình vui tươi, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo quyện đến thắp hương tưởng nhớ mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuyến, xã An Thạnh, gửi lời chúc Tết đến thân nhân gia đình mẹ. Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy cũng đến thăm đồng chí Phạm Giang Bồn, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư quyền quỹ Bến Lức đã có công đóng góp cho sự phát triển của quê hương Bến Lức anh hùng.